Việt hỏi bài minh trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh hello everyone chào mừng các bạn đã trở lại với video bài giảng của cô Giang Thủy ở trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với unit 4 learning world với bài reading các bạn nhé với phần bài đọc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc về bài đọc liên quan tới schools project tức là những cái dự án ở trường. Vậy thì phần này các bạn sẽ mở sách trang số 50 để theo dõi bài giảng của cô dễ hơn và chúng mình cũng đừng quên là chúng mình sẽ mở vở để ghi lại những cái cấu trúc, những cái từ vựng hữu ích các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau sang phần đầu tiên của bài ngày hôm nay nào. Phần think, suy nghĩ. So the question here is, what do you like about your school? Vậy thì ở phần này sẽ giúp các bạn uh, lên ý tưởng cho phần tới và chuẩn bị tốt hơn đối với phần bài học của mình đúng không nhỉ vậy thì câu hỏi mà người ta đưa ra ở đây đó chính là bạn thích điều gì ở trường của mình what do you like about your school vậy thì ở phần này thì các bạn sẽ trả lời theo ý thích của mình các bạn nhé ở đây thì cô có một vài cái gợi ý như sau teachers studying environment môi trường học school projects những cái đề án dự án ở trường classrooms, phòng học, uniforms, đồng phục và vân vân. Ok, đây là những thứ mà các bạn có thể nói về trường của mình. Và các bạn cũng sẽ dựa vào thực tế để đưa ra cái câu trả lời của mình cho câu hỏi này các bạn nhé. Sau đây chỉ là phần cô gợi ý cho mình thôi. Các bạn có thể lựa chọn một trong những cái yếu tố này để trả lời câu hỏi này ở trên lớp các bạn nhé. So now, let's move to the next one. Chúng ta sẽ cùng nhau sang cho cô phần tiếp theo. Activity number one, hoạt động số 1. Read the project. Đọc cái kế hoạch đề án sau. Where are the schools? Những trường này thì ở đâu? Is the writer positive or negative about them? Người viết thì cảm thấy tích cực hay là tiêu cực về những ngôi trường này? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với phần đọc cái đề án này các bạn nhé. So, World Class, a project by Liam Murphy. Đây là một cái đề án của một bạn tên là Liam Murphy về những cái ngôi trường về những cái lớp ở trên khắp thế giới, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng lớp một các bạn nhé. Lớp đầu tiên. This is a geography class in Bangladesh. Đây là một lớp học môn địa lý ở Bangladesh. It isn't a traditional primary school. Đây không phải là một lớp học uh, trường tiểu học truyền thống. These students are studying on a boat school. Những học sinh này thì đang học ở trên một ngôi trường bằng thuyền. It's a great idea because transport can be a big problem here when there's a lot of rain. Đây là một ý tưởng rất là tuyệt vời bởi vì giao thông thì có thể trở thành một cái giao cản rất là lớn ở đây khi mà ở đây mưa nhiều. The boat isn't moving at the moment. Cái thuyền này thì đang không di chuyển, but at the start and the end of the day, nhưng mà uh, bắt đầu và ở uh, đầu ngày và cuối ngày. It goes along the river to the students' villages. Cái thuyền này thì đi dọc bờ sông tới ngôi làng của những học sinh. Rồi đây là một cái ngôi trường, một cái ngôi trường khá là khác so với những cái ngôi trường khác ở trên thế giới đúng không các bạn? Các bạn ấy không học ở trong lớp học mà các bạn ấy học ở trên một cái thuyền, right? Chúng ta sang cho cô lớp học thứ hai. Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools. Trường Eton thì là một trong những ngôi trường cổ nhất và đắt nhất tại Nước Anh và đây là một trường tư And it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniforms Và nó trông như là những cái học sinh ở đây thì đang mặc uh, uh, những cái trang phục đắt nhất và cổ nhất của nước Anh Not very practical Cũng không thực tế lắm They're walking to a lesson Họ đang đi bộ tới một lớp học This is a boarding school Đây là một trường nội trú Students study, eat and sleep here. Học sinh thì ngủ, ăn và học ở đây. Chúng ta sang cho cô lớp học số 3. Look, what is the teacher doing? Nhìn này, cô giáo ở đây đang làm gì vậy? She is teaching English. Cô ấy đang dạy tiếng Anh. But she is not at her school. Nhưng mà cô ấy thì đang không ở trường của cô ấy. Her students are staying at home and learning lessons on television học sinh của cô ấy đang ở nhà và học những cái bài học này thông qua tv in hồ chí minh city việt nam ở thành phố hồ chí minh tại việt nam students can have such lessons on the channel of htv key học sinh thì có thể học những cái bài học như thế này ở trên những cái kênh htv it is another learning way for them đây là một cách học khác cho các bạn ấy digital learning giáo dục trực tuyến các bạn sang cho cô lớp học cuối cùng. This is my secondary school in Ireland. Đây là trường học cấp 2 của uh, tôi ở Ireland. We're having a dance class and it's a lot of fun. Chúng tôi đang có một lớp học nhảy và nó rất là vui. There are a lot of traditional dances in Ireland. Ở đây thì có rất là nhiều những cái điệu nhảy uh, truyền thống tại Ireland. I'm not dancing. Tôi đang uh, tôi không nhảy. I'm watching the dancer. Tớ thì đang nhìn những cái uh, bạn đang nhảy ở đây. Our teachers are playing the musical instruments. Uh, giáo viên của chúng tôi thì đang uh, chơi những cái loại nhạc cụ. rồi vậy thì chúng ta đã vừa cùng cô đọc bốn đoạn văn ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những cái câu hỏi ở đây các bạn nhé. Where are the schools? những trường này thì ở đâu. Đầu tiên, với trường hợp đầu tiên thì chúng ta có vị trí của nó là Bangladesh, đúng không nhỉ? Và ở phần này thì các bạn thấy là ý kiến của người viết với trường này là positive, tức là rất là tích cực, đúng không ạ? So here, this is a geography class in Bangladesh. Và trong phần này các bạn không thấy là có một câu chê nào cả. Chính vì vậy, đây là một uh, phần viết mang tính tích cực từ người viết. Sang cho cô trường số 2. Đối với trường số 2 thì đây là ở Britain đúng không nhỉ? Eton College is one of the Britain's oldest and most expensive private schools. Vậy thì vị trí của nó đang ở nước Anh, Britain. Và giọng điệu của người viết đối với trường này thì đang là negative. Bởi vì các bạn thấy ở đây có một câu chê đúng không ạ? Not very practical. Không được thực tế cho lắm. Đúng không ạ? Chúng ta sang cho cố trường số 3. School number 3 is in Vietnam. Cô ấy đang ở Việt Nam được không nhỉ? Các bạn có thể nhìn thấy thông qua cái bức ảnh này. Và cái giọng điệu của người viết đối với lớp này đang là positive bởi vì ở đây chúng ta không thấy có một câu chê nào cả. Và chúng ta thấy là tác giả đang cảm thấy đây là một cái uh, phương pháp học mới với những cái học sinh đúng không nhỉ Nên là cái giọng điệu của bạn ấy rất là tích cực Chúng ta sang cho cô school number 4 Và vị trí của trường này là ở Ireland Các bạn có thể thấy ở ngay câu đầu tiên Và giọng điệu của uh, người viết đối với trường số 4 này cũng là positive Tức là rất là tích cực đúng không ạ Và bạn ấy cũng rất là thích những cái giờ nhảy ở trường Rồi chúng ta sang cho cô hoạt động số 2 Activity number 2 Read and listen to the project and answer the questions. Ở đây thì các bạn sẽ đọc và nghe cho uh, nghe những cái uh, đoạn văn ở đây và sau đó trả lời những câu hỏi tương ứng. Vậy thì hồi nãy các bạn đã cùng cô đọc rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe phần đọc của audio và các bạn sẽ đọc cùng với audio các bạn nhé. Đối với phần này thì các bạn sẽ xem xem cho cô là có những cái từ nào mà mình khó phát âm thì mình sẽ chú ý hơn khi mà mình nghe. So now, let's start. Unit 4. Reading. Exercise 2. World class. A project by Liam Murphy. This is a geography class in Bangladesh. It isn't a traditional primary school. These students are studying on a boat school. It's a great idea because transport can be a big problem here when there's lots of rain. The boat isn't moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river. To the students' villages. Look! What is the teacher doing? She is teaching English. But she is not at her school. Her students are staying home and learning the lessons on television. In Ho Chi Minh City, Vietnam, students can have such lessons on the channel of HTV Key. It is another learning way for them. Digital learning. Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools. And it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniforms. Not very practical. They are walking to a lesson. This is a boarding school. Students study, eat and sleep here. This is my secondary school in Ireland. We're having a dance class and it's lots of fun. There are a lot of traditional dances in Ireland. I'm not dancing. I'm watching the dances. Our teachers are playing the musical instruments. Đây là chúng ta đã hoàn thành xong phần nghe đúng không nhỉ? Cô hy vọng là sau phần nghe vừa rồi thì các bạn có thể biết được cách phát âm của những từ khó trong bài này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời từng câu hỏi một với cô nhé. Now, number one. When is transport a problem in Bangladesh? Khi nào thì giao thông trở thành một vấn đề ở Bangladesh? Vậy thì đây các bạn thấy là chúng ta có từ khóa ở đây là từ Bangladesh đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ nhìn qua xem đoạn văn nào nói đến Bangladesh các bạn nhé. So, here This one, chúng ta sẽ thấy ngay cái từ Bangladesh ở đoạn văn đầu tiên. Sau, so, các bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đây. Đúng không ạ? Uh, transport can be a big problem here when there's a lot of rain. Các bạn thấy đáp án đáp án chính xác ở câu số 1 sẽ là đáp án when there's a lot of rain. Ok. Sang cho cô câu số 2. What is a boarding school A boarding school là trường như thế nào? Là trường gì? Tức là khái niệm của boarding school. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ khóa ở trong câu số 2 đó chính là từ boarding school. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào trong bốn đoạn văn này và xem từ boarding school xuất hiện ở đâu. Và chúng ta sẽ từ đó tìm được câu trả lời các bạn nhé. Và rất là dễ để chúng ta nhìn thấy từ boarding school bởi vì từ boarding school đang được in đậm lên. Vậy thì chúng ta thấy ngay đằng sau đây. Gạch. Right. Students study, eat and sleep here. Vậy thì đây chính là phần định nghĩa về boarding school và cũng là câu trả lời ở câu số 2. Vậy thì đối với câu này các bạn sẽ trả lời như sau. A school where students study, eat and sleep. Đây là uh, một cái trường nơi mà học sinh học, ăn và ngủ ở đây. Chúng ta sang cho cô câu số 3. What is another learning way for Vietnamese students? Một cách học khác cho học sinh tại Việt Nam là gì? Vậy thì ở câu số 3 thì các bạn rất là dễ tìm được câu trả lời ở đoạn văn này đúng không ạ? Here Vậy thì các bạn thấy là another learning way chính là một cái cụm từ cũng được xuất hiện ở đây Vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó chính là Digital learning đúng không ạ? It is another learning way for them Đây là một cái uh, lối học mới cho các bạn học sinh Đó chính là digital learning So number three the correct answer here is Digital learning Digital learning có nghĩa là giáo dục trực tuyến, học trực tuyến các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 2, chúng ta sang cho câu hoạt động số 3, activity number 3. Vocabulary plus. Bổ sung từ vựng. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text. Hãy sử dụng một cuốn từ điển để tra những cái nghĩa của từ được in màu xanh ở trong đoạn văn. Vậy thì những từ được in màu xanh ở trong đoạn văn thì cô đã ghi ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với cô các bạn nhé. Từ đầu tiên đó chính là từ primary school. So primary school có nghĩa là trường tiểu học. Chúng ta sang cho cô từ tiếp theo. Boat school. Boat school thì chúng ta thấy đây là một cái danh từ ghép chúng ta ghép từ từ boat và từ school thôi đúng không ạ? đối với từ boat school này thì các bạn có thể dễ dàng, dễ dàng dịch ra được là đây là một trường trên thuyền chúng ta có từ boat là thuyền và school là trường tiếp theo đó là từ private school đối với từ private school thì đây là trường tư trường tư thì là những trường mà không phải do nhà nước lập ra và thường thì học phí ở trường tư thì rất là đắt đúng không ạ? Ví dụ như là Vin Schools hay là Bivis thì là những ví dụ của trường tư các bạn nhé. Sang cho cô từ tiếp theo. Boarding school. Chúng ta có từ boarding school có nghĩa là trường nội trú. Digital learning có nghĩa là giáo dục trực tuyến, học trực tuyến. Và cô sẽ bổ sung cho các bạn thêm những từ sau. Secondary school là trường cấp 2. Và high school là trường cấp 3. Ok, so À, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong những cái từ vựng ở đây. Vậy thì à, để các bạn hiểu hơn về những từ vựng này thì cô có bài bài tập thêm như sau các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có thêm từ secondary school có nghĩa là trường cấp 2. High school là trường cấp 3 và một từ nữa đó chính là từ university có nghĩa là đại học. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được về những cái từ vựng về trường đúng không ạ? Vậy thì để giúp các bạn hiểu hơn về những từ vựng này thì cô có một hoạt động như sau. Vocabulary Plus. Các bạn sẽ giúp cô điền những từ này vào ô chấm thích hợp của nó. Vậy thì đối với câu số 1, a chấm 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 is on the water. Cái gì đó thì đang ở trên nước. Vậy thì đối với trên nước thì chắc chắn là chúng ta có từ boat school đúng không nhỉ? Tức là trường ở trên thuyền. Những cái trường còn lại thì chắc chắn là ở trên trên cạn rồi, đúng không ạ? Nó không phải trên nước. Sang cho cô câu số 2. People pay to go to a chấm chấm Mọi người thì trả tiền để đi tới đâu? Vậy chúng ta thấy ở Trong những cái trường này thì chúng ta thấy trường mà có học phí cao đó chính là private school đúng không nhỉ? Vậy thì ở câu số 2 chúng ta sẽ điền cho cô đáp án đúng là private school các bạn nhé. Sang câu số 3, Students sleep and eat in a Học sinh thì ngủ và ăn ở đâu? Vậy chúng ta thấy là một ngôi trường mà nơi mà học sinh có thể ăn và ngủ ở đó chính là boarding school đúng không nhỉ? Đáp án đúng của chúng ta ở câu này đó chính là boarding school. Các bạn sang cho cô câu tiếp theo, câu số 4. A dot dot, is for youngest children. Ở trường nào thì dành cho những bạn nhỏ? Vậy chúng ta thấy trường dành cho những bạn nhỏ thì sẽ là trường primary school, trường tiểu học. Và cuối cùng, sang cho cô câu số 5, chấm chấm chấm. It's a new learning way for Vietnamese students. Gì đó thì là một uh, cách học mới cho những học sinh Việt Nam. Vậy chúng ta thấy cách học mới cho học sinh Việt Nam đó chính là digital learning, đúng không ạ? Giáo dục trực tuyến hoặc là học trực tuyến. Vậy là cô hy vọng đối với hoạt động này thì các bạn uh, đã rõ hơn về những từ vựng mà chúng ta vừa học ở phần 3. Chúng ta sẽ cùng nhau sang cho cô phần 4 các bạn nhé. Activity number 4. Use it. Ở phần này các bạn sẽ work in groups, tức là mình sẽ làm việc theo nhóm. Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Trường nào ở phần uh, bài tập 1 mà bạn thấy thú vị nhất? Why? Tại sao? What type of school do you go to? Bạn uh, sẽ đi tới? Bạn đang học ở loại trường nào? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xem là ở phần này chúng mình sẽ có những cái cấu trúc nào để support phần nói của các bạn ở trên lớp các bạn nhé. Đối với phần uh, câu hỏi đầu tiên, Which school in Exercise One do you think is the most interesting? thì các bạn có thể sử dụng những cái cấu trúc sau để uh, nói về cái ý kiến của mình các bạn nhé. I think, tôi nghĩ là, In my opinion, uh, với ý kiến của tôi thì, the most interesting school is, uh, ngôi trường thú vị nhất là. Ok, các bạn sẽ sử dụng cho cô những cái cấu trúc này để mình nói về cái trường mà mình thích nhất các bạn nhé. Đối với phần này thì các bạn sẽ uh, trao đổi về cái bạn của mình và nói ra cái um, sở thích và cũng như là cái ý tưởng của mình ở phần này các bạn nhé. Chúng ta sang cho cô câu hỏi số 2 là Why? Tại sao? Vậy thì khi mà trả lời câu hỏi tại sao thì các bạn sẽ đưa ra những cái lý, lý do đúng không ạ? Và khi mà đưa ra lý do thì các bạn sẽ sử dụng cho cô cấu trúc là Because. Và the reason for this is chúng ta có the reason for this is thì nó cũng khá là dài vậy thì cái câu này mình dịch ra là cái lý do cho cái vấn đề này là chấm và cuối cùng what type of school do you go to bạn đang um, bạn đang học ở loại trường nào vậy thì đối với phần này thì các bạn sẽ trả lời cho cô như sau I go to primary school hoặc là I go to private school hoặc là I go to boarding school sẽ dựa vào loại trường mà các bạn đang học các bạn nhé rồi vậy thì cô hy vọng là với những cái phần gợi ý của cô ở đây thì phần uh, giao tiếp, phần trao đổi của các bạn ở trên lớp với các bạn ở phần bài 4 này sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì đây cũng là phần cuối cùng của bài giảng ngày hôm nay. Cô cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và cô sẽ hẹn gặp lại các bạn vào trong những bài giảng sau của cô nhé. Goodbye and see you again. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách